Nàng tiên hám trai. Ngày xưa, khi khoảng cách giữa trời và đất còn chưa phân định quá xa, có một nàng tiên xinh đẹp sống trong tòa lâu đài ngập tràn hoa cỏ ở chốn thiên đình. Nhiệm vụ của nàng là cai quản nghề nông và tạo thời gian cho con người nghỉ ngơi vào cuối tuần. Vì thế, người ta gọi nàng là nàng tiên thứ bảy. Nàng đang làm gì đó? Thái tử điện hạ, tại sao ngài lại tới đây? Ta đến thăm vợ sắp cưới của ta. Ta thật lòng yêu nàng. Thái tử, xin ngài hãy tự trọng cho. Ta ước gì mình có thể đến nhân gian và tìm kiếm được người khiến trái tim ta rung động. Hãy đưa ta tới trần gian. Lời ước vừa nói ra, cổng trời ngay lập tức đã đưa nàng tiên thứ bảy tới nhân gian. Thì ra là một chàng trai đang ngồi thổi sáo. Trời đã tối mất rồi, ta phải trở về trước khi cổng trời đóng lại. Ai vậy? Cô là ai? Ta không may đi lạc nên đến nơi đây. Nàng đi một mình nguy hiểm lắm, chỉ bằng ở lại đây một hôm, rồi ngày mai ta sẽ đưa nàng xuống núi. Ước gì ta có thể lắng nghe tiếng sáo của chàng mỗi ngày. Ta chỉ biết để lại một kỷ vật để chào tạm biệt chàng, mong chàng có thể hiểu được tấm lòng của ta. Nàng thực sự là ai? Ta là nàng tiên thứ bảy. Thật lòng, ta rất cảm mến tiếng sáo của chàng. Còn tôi, tên là Ô Quy Hồ. Nếu nàng không chê ta hèn mọn, ta xin rước nàng về làm vợ của ta. Nếu chàng đã có lòng như vậy, thì ta đây xin nghe theo. Đã một ngày trôi qua, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Liệu có phải nàng tiên thứ bảy lại bỏ trốn một lần nữa không? Cho ta biết nàng tiên thứ bảy đang ở nơi nào. Nàng đang ở bên cạnh chàng Ô Quy Hồ. Ta phải bẩm báo việc này với Ngọc Hoàng. Nàng tiên thứ bảy thật to gan. Mình phải lấy hết tội cho Ô Quy Hồ. Thần nghe nói rằng tên Ô Quy Hồ dưới trần gian có khả năng thổi sáo khiến vạn vật mê mẩn. Hắn đã sử dụng nó để mê hoặc nàng. Vậy theo khanh, bây giờ nên làm như thế nào đây? Xin cho phép thần cùng thiên lôi xuống hạ giới và đưa nàng tiên thứ bảy trở về cử hành hôn lễ. Xin Ngọc Hoàng hãy nâng cao trời và đất để khoảng cách hai nơi cách xa nhau. Như vậy, nàng tiên thứ bảy và Ô Quy Hồ sẽ mãi mãi không được gặp nhau. Được. Sao bỗng dưng gió mạnh thế này? Ta phân lệnh Ngọc Hoàng xuống đây để bắt nàng trở lại thiên đình. Thái tử, xin ngài hãy về đi. Nếu nàng vẫn khăng khăng không theo ta về trời, ta sẽ không để cho tên Ô Quy Hồ kia sống đâu. Thiệt lôi đâu? Buông ta ra. Chàng ơi. Nàng ơi. Tên Ô Quy Hồ to gan, người hãy biết điều, nếu không được trách ta nắng tay. Nàng ơi, duyên phận của chúng ta có lẽ chỉ được đến đây thôi. Sau khi nàng tiên thứ bảy bị bắt về trời, thái tử đã âm thầm cho người đưa Ô Quy Hồ vào ngục sâu, khiến chàng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Nghe tin đó, nàng tiên thứ bảy sinh bệnh nặng. Thần linh tối cao, hãy giúp ta một điều ước. Sau khi ta chết đi, hãy hóa ta thành con chim lông vàng với đôi cánh thật rộng, để ta có thể sải cánh đi tìm Ô Quy Hồ. Thế rồi, nàng tiên thứ bảy kiệt sức và gục xuống. Xác của nàng bỗng chốc hóa thành một con chim lông vàng ống với đôi cánh sải rộng. Con chim luôn miệng kêu ba tiếng Ô Quy Hồ da diết khôn nguôi. Ô Quy Hồ, Ô Quy Hồ.
để tưởng nhớ về một mối tình đẹp nhưng ngang trái. Nhân dân đã gọi đỉnh đèo nơi có căn nhà tranh của chàng trai là đỉnh Ô Quy Hồ, và thác nước trong xanh kia là thác tình yêu. Kiêu ngạo và khiêm tốn. Được rồi, xuất phát thôi. Này anh, chạy chi nhanh vậy? Từ từ thôi, việc gì mà phải vất vả thế? Chạy nhanh thì chúng ta sẽ sớm được nghỉ ngơi, không phải tốt hơn sao? Chúng ta vừa đi vừa nghỉ, tội gì mà phải hùng hục làm vất vả thế làm gì? Kiểu gì mà chẳng về đến nơi? Không được, làm như thế chậm trễ việc của ông chủ mất. Đúng là đồ ngu, sướng không biết đường mà sướng. Thôi cứ ở đấy mà tỏ vẻ đi, mình cứ vừa đi vừa nghỉ, chẳng tội gì mà phải chạy theo cái đồ ngu ấy. Nhưng đi chậm vậy, nhanh lên nào. Đâu rồi nhỉ? Có vấn đề gì à? Sao đi chậm thế? Ông chủ, có khi chúng ta phải nghỉ chút thôi. Con ngựa có vẻ mệt rồi ạ. Thôi được rồi, nghỉ một lát vậy. Con ngựa của ngươi có vẻ yếu, mới đi được một đoạn ngắn đã phải nghỉ rồi. Con ngựa của ta vẫn còn sung sức lắm. Hay là chuyển bớt đồ từ bên đó sang ta, có lẽ tốc độ sẽ nhanh hơn. Chúng ta cần phải trở về trước lúc trời tối. Dạ, như thế cũng hợp lý đấy ạ. Anh bạn khổ quá, anh càng cố gắng làm thì người ta càng hành hạ, chỉ khổ cho cái thân anh mà thôi. Ôi trời ơi, gớm nhỉ, vẫn thích tỏ vẻ đấy ạ. Hay ho nữa chứ, cứ như mình ung dung thong thả có phải sướng hơn không? Chú mày khá lắm. Được khen đang sướng đây mà. Được tiếng khen ho hen chẳng còn. Tôi làm việc không phải vì tiếng khen. Còn cái con này trông vậy mà yếu ớt, chẳng làm được tích sự gì. Ta chỉ dùng được có một con ngựa mà phải nuôi cả hai con làm gì cho tốt. Chi bằng thịt quách nó đi, vừa lấy thịt vừa lấy da, lợi cả đôi đường. Hả? Ngày mai vào lò mổ nha. Giấc mơ tuổi thơ. Dạ, mưa to quá, chạy nhanh thế mà cũng ướt hết cả. Chú mua vé số ạ?
Bác mua vé số ạ? Chị mua cho em mấy tờ? Thì ra nó bán vé số. Chắc nó phải buồn lắm vì không bán được vé số. Này em, sao em khóc vậy? Có chuyện gì làm em khóc? Có thể nói cho anh biết không? Không bán được vé số à? Anh xin lỗi, anh chỉ là học sinh nên không có tiền mua vé số. Thằng bạn thân của em đang bị bệnh. Hôm qua nó nói muốn cùng em đi thả diều, nhưng sáng nay em thấy nó bệnh nặng hơn. Chắc nó không sống được bao lâu nữa. Vậy ư? Nó bị bệnh gì thế? Bệnh nó lạ lắm. Bọn em làm gì có tiền vào viện mà biết. Em định bán hết vé số sẽ mua cho nó một chiếc diều, nhưng từ sáng đến giờ em chỉ bán được 4 tờ nên em không biết lấy tiền đâu mua diều cho nó nữa. Anh có thể giúp em không? Giúp em? Nhà bọn em ở đâu? Dẫn anh về nhà, anh sẽ làm cho hai đứa một chiếc diều. Em không có nhà. Vậy bọn em sống ở đâu? Dạ, ở đằng kia ạ. Lát tạnh mưa, chúng ta về nhà em. Anh sẽ làm cho hai đứa một chiếc diều thật đẹp. Dạ, vâng ạ. Lớn lên mày sẽ làm gì? Tao sẽ làm bác sĩ. Làm bác sĩ? Ừ, tao sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mày và những đứa trẻ như bọn mình. Hoàn cảnh bọn mình thế này, sao học làm bác sĩ được? Tao sẽ cố gắng học. Dù sao, tao cũng được cô giáo khen là học giỏi mà. Tao sẽ cố gắng bán thật nhiều vé số để có đủ tiền cho tao với mày đi học nữa. Mày đúng là thằng bạn tốt nhất quả đất của tao. Trông chúng thật hạnh phúc. Hồi sáng, có một ông cho tao 10.000 lận, nhưng tao không nhận, nên ông ấy mua cho tao thêm mấy tờ nữa đó. Tao vui lắm, mày có vui không? Ủa? Tao nói mà mày làm thinh vậy? Mày ngủ hả? Sao không nói gì cả? Mày sao vậy? Sao vậy? Anh ơi! Anh ơi! Bạn em sao vậy anh? Nó sao vậy? Bạn em sao vậy anh? Nó sao vậy? Nó mất rồi em ạ. Mày thức đi! Thức đi thả diều với tao nè! Mày sao vậy? Sao không chịu nghe tao nói? Sao mày lại thế chứ? Mày thích thả diều lắm cơ mà. Dậy đi. Dậy mà thả diều với tao nè. Sao mày không nghe tao nói? Chuyện của cậu bé đã theo An suốt cả cuộc đời. Anh khâm phục tình thương yêu của những đứa trẻ mồ côi, những người khốn khó cùng cảnh ngộ. Và điều đó đã khiến anh trở thành nhà hảo tâm có ảnh hưởng lớn trong xã hội, vận động mọi người chung tay cứu giúp những mảnh đời bất hạnh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!